Các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một khái niệm rất là quen thuộc nhưng không phải ai cũng hiểu rõ, đó là khái niệm khoa học. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự hình thành tinh thần khoa học trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Trong cuộc sống chúng ta thường nghe mọi người nói đến khoa học. Vậy khoa học là gì? Câu hỏi này tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết câu trả lời đúng. Rất nhiều người trong chúng ta thường gán khái niệm khoa học cho những đồ vật tân kỳ, chẳng hạn như máy bay hoặc là robot hay là máy tính điện tử. Thực ra các đồ vật tân kỳ đó chỉ là sản phẩm ứng dụng khoa học, chứ tự thân nó không phải là khoa học. Vậy khoa học là gì? Trước tiên cần phải khẳng định khoa học không phải là cái gì cụ thể. Khoa học không phải là cái, mà nó là cách. Khoa học là cách nhận thức thế giới. Và khoa học tự nhiên là cách nhận thức và tư duy về thế giới tự nhiên. Cho đến nay con người có 3 cách nhận thức thế giới. Đó là cách của tôn giáo, là dựa trên niềm tin. Cách của nghệ thuật là dựa trên sự cảm nhận của mỗi cá nhân. Và cách của khoa học đó là dựa trên phương pháp khoa học. Nếu như cách của tôn giáo dựa trên niềm tin siêu hình, tin vào cái tưởng tượng ra, không cần bằng chứng. Và cách của nghệ thuật thì dựa trên cảm xúc của mỗi cá nhân, tức là sự cảm nhận của các giác quan, không cần chứng minh. Thì nhận thức khoa học hoàn toàn khác, vì nó dựa trên chứng cứ khoa học được thu thập thông qua quan sát và đo lường. Nhận thức khoa học là phương thức ra đời sau cùng, nó dựa trên các dữ liệu thu thập được thông qua các quan sát và đo lường. Để biết một người có bị sốt hay không thì phương pháp khoa học là dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ. Và để đánh giá được sức khỏe của một người thì phương pháp khoa học đó là khám sức khỏe tổng thể, bao gồm là đo chiều cao này, cân nặng này, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, đo huyết áp, rồi siêu âm. Rất là nhiều các phép đo cần phải được thực hiện. Và dữ liệu thu thập được sẽ đem so sánh với các số liệu chuẩn, và từ đó thì sẽ giúp cho người đó biết được cái tình trạng sức khỏe thực tế của họ là như thế nào. Như vậy, nghiên cứu khoa học thì trước tiên chúng ta phải thông qua quan sát và đo lường để thu thập các cái dữ liệu thực nghiệm. Và thông qua việc phân tích các dữ liệu thực nghiệm thì chúng ta sẽ tìm ra được cái quy luật vận động của thế giới tự nhiên. Chẳng hạn như trong ngành thiên văn học thì nhà thiên văn học Brahe đã dành ra 20 năm quan sát sao Hỏa và ghi lại toàn bộ các cái dữ liệu về chuyển động của sao Hỏa. Sau đó thì nhà khoa học Kepler đã phân tích các cái dữ liệu của Brahe và từ đó đã tìm ra 3 định luật thực nghiệm nổi tiếng mang tên ông, đó là 3 định luật Kepler. Và cuối cùng, nhà bác học Newton đã tiếp thu các định luật thực nghiệm của Kepler và bằng tư duy thiên tài thì đã phát hiện ra quy luật có tính cốt lõi, chi phối toàn bộ sự vận động trong vũ trụ, đó chính là định luật vạn vật hấp dẫn mà mọi người đều đã nghe nói đến. Như vậy, khoa học không dựa trên niềm tin, cũng không dựa trên cảm xúc, mà khoa học là thực chứng. Ở trong phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phương pháp nghiên cứu khoa học. Xin chào và hẹn gặp lại!